Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình công suất do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị khán giả cùng chào đón Đối Nắm. Đây là những người bạn có những biệt danh rất dễ thương và đều liên quan đến nấm. Đội nấm thừa nhận mình rất ham chơi, ham ăn và rất nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu. Và đội Kem Dâu. Các thành viên của đội cho biết ngoài món kem dâu, cả đội còn rất thích ăn đủ loại nấm. Bên cạnh đó, thích được cùng nhau đi xem phim và ca hát. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là giọng nói quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Xin chào quý vị và các bạn, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi chung sức cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chúng ta đã thấy hai đội chơi, đội nấm và đội kem dâu đã xuất hiện trên sân khấu và đang trong tư thế sẵn sàng. Thì trước khi hai đội diễn ra 4 vòng thi đấu thì chúng ta sẽ lần lượt làm quen với từng đội. Xin chào đội nấm. Mời các bạn hãy giới thiệu bài học của mình. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Nguyễn Hải Phong. Công việc hiện tại của tôi là viết ra những ca khúc. Các bạn trong nhóm gọi tôi là Nấm Đông Cô. Xin chào tất cả các bạn, tôi là thành viên thứ hai của đội. Tôi tên là Tóc Tiên, hiện đang là sinh viên của trường đại học Y. Và bên cạnh đó thì tôi ngày giờ rảnh thì tôi cũng có thể tham gia ca hát. Và trong đội thì tôi có biệt danh là Nấm Linh Chi, là bởi vì Linh Chi thì nó vừa... không phải Nấm Kim Châm, bởi vì... Nấm Kim Châm vì nó vừa dài, nó vừa trắng giống tôi, cho nên là được gọi là vậy. Còn đây là mình tên là Lê Thanh Hòa. Nghề nghiệp của mình là kiến trúc sư với slogan là trẻ đẹp tài năng nổi tiếng lạnh lùng. Nickname của mình trong nhóm là Nấm Linh Chi. Sau đây là thành viên thứ tư. Mình là thành viên cuối cùng, mình là Thế Hiển. Hiện tại mình đang kinh doanh về ẩm thực. Nấm, sở thích của đội mình là đùa giỡn và nhiều chuyện quậy phá. Và cái mục đích khi mà tham gia cuộc chơi này là hai gục đối thủ. Đúng thích ăn nấm không? Đội của mình cực kỳ thích ăn nấm. Thì các bạn cố gắng kiếm thật nhiều điểm trong game show hôm nay để đi ăn lẩu nấm. Wow. Nhé. Sau đây chúng ta sẽ làm quen với đội Kem Dâu. Chào các bạn. Kem Dâu tiến lên, Kem Dâu chiến thắng. Yeah. Chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Hồng Thuận, là đội trưởng của đội Kem Dâu. Hôm nay đội Kem Dâu đến với chương trình chung sức. Thì ngoài mình là thành viên thì còn ba bạn rất là tin và dí nhảnh. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Quang Bi Nguyễn Tuấn Anh. Hiện tại mình đang là một ca sĩ trẻ. Và tuy năm nay mình 21 tuổi nhưng mà mình cảm thấy mình vẫn rất là xì tin và dí nhảnh giống như là anh Thuận. Và đây là thành viên thứ ba. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Tiến Diệu Minh. Hiện thì mình đang công tác tại Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã theo dõi chương trình chung sức rất là lâu rồi và hôm nay thì được trở thành một trong 4 thành viên của đội Kem Dâu. Hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Xin chào, mình tên là Trần Vĩnh Toàn, hiện tại mình đang học tại Trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Chào các bạn, sở dĩ đội chúng mình chọn là đội Kem Dâu vì Kem Dâu là tên một sáng tác của Thuận do ca sĩ Quang Bi Nguyễn Tuấn Anh và Tóc Tiên trình bày. Thì và đặc biệt một điều rất là đặc biệt và trùng hợp của chương trình này thì cả đội của Thuận thì rất là có sở thích, thì rất là thích ăn kem dâu. Do đó đội đã đặt cho mình cái nick là Kem Dâu. Anh Thuận thì lấy nick là Kem Dâu, em thì lấy nick là Mứt Dâu. Mọi người thì gọi mình là Dâu Dầm. Mình là Sinh Tố Dâu. Ngọt ngào như là kem dâu, là tình yêu của anh với em. Cảm ơn các bạn. Và chúng ta không để khán giả chờ lâu hơn nữa. Khán giả đang rất muốn biết rằng giữa hai đội các bạn, đội nào là đội chiến thắng sau 4 vòng thi đấu, đội nào sẽ bước vào vòng đặc biệt, và liệu đội chiến thắng bước vào vòng đặc biệt có giành được giải thưởng của vòng đặc biệt không? Xin mời hai đội trưởng chúng ta bước vào vòng 1. Hai bạn có tay nhau. Chúng ta làm bạn. Vòng 1 có 2 câu hỏi, đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người theo luật của trò chơi chung sức và có 8 đáp án ra trên bảng, đó là 8 ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Bạn thích nấm bên thì kem dâu, thích ăn bánh không? Dạ thích. Ngoài bánh kem ra, hai bạn thử kể xem những loại bánh nào còn bán trong buổi tiệc bánh. Dạ, bánh bông lan. Bánh bông lan. Ngoài bánh kem ra, bạn hãy cho biết những loại bánh nào trong tiệc bánh có.
Bánh pizza. Bánh pizza. Mời bạn trở về vị trí. Ngoài bánh kem ra bạn còn thấy loại bánh nào trong tiệm bánh? Bánh xô. Bánh xô. Còn bánh gì nữa bạn? Bánh pate xô. Bánh pate xô. Còn là bánh hấp dẫn quá đi thôi. Nói mời bạn với tôi. Một loại bánh có bán trong các tiệm bánh. Bánh bao. Bánh bao. Bánh trứng, xin mời bạn. Dạ, bánh mì. Bánh mì. Đó là đáp án được nhiều người đồng tình đấy. Câu hỏi này khi hỏi rằng ngoài bánh kem ra bạn có thấy những loại bánh nào trong tiệm bánh thì bạn trả lời là gì? Bánh quy. Bánh quy. Bạn em nghĩ bánh là có trong tiệm bánh đó là bánh sandwich. Sandwich. Bánh gì nữa bạn? Một loại bánh thường bán ở trong các tiệm bánh. Bánh bò. Bánh bò. Tôi nắm được quyền hội ý. Tôi chứ. Đến lượt bạn. Dạ. Ngoài bánh kem ra bạn còn thấy những loại bánh nào trong các tiệm bánh? Dạ bánh in. Bánh in. Các bạn đã có đáp án chưa? Ý kiến riêng của bạn là gì? Theo em nghĩ là bánh flan. Bạn nghĩ là bánh flan, còn bạn nghĩ là? Em nghĩ là bánh sừng bò. Còn bạn? Dạ bánh chuối hay bánh gan gì đó. Bánh chuối, bánh gan, bánh sừng bò, bánh flan. Tôi thì nghĩ là bánh hamburger. Nếu bạn chọn bánh nào là đáp án? Bò đi. Bánh sừng bò đi. Sừng bò canh bánh sừng bò. Bánh sừng bò. Đáp án thứ ba, đáp án thứ tám nếu có cái bánh sừng bò trong điểm số tôi gì các bạn. Khi nghe tín hiệu đó bạn thay đổi ngay đáp án khác cho nhanh, hoặc là bạn nói cho qua. Những câu nào bạn nói cho qua tôi tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. 25 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy bạn yên tâm, bạn thông thả nghe câu thứ nhất và trả lời nhanh nha. Câu thứ nhất không tính thời gian. Kể tên một khoa điều trị thường có trong các bệnh viện đa khoa mà bạn biết. Khoa sản. Điều gì là bạn e ngại khi đi ăn bên ngoài? Bụi bặm. Bất chợt kể tên một kinh đô cũ của nước ta. Thăng Long. Những yếu tố nào giúp làm việc nhóm hiệu quả? Cần cù. Ngoài tin tức bạn còn thấy có những chuyên mục nào khác trên các tờ báo in? Quảng cáo. Bạn đã trả lời xong 5 câu hỏi khá nhanh. Và bây giờ chúng ta quay lại xem chiến thắng có thuộc về đội bạn không. Vấn đề làm sao bạn ghi được 95 điểm. Đó là chiến thắng. Chúng ta xem kết quả nhé. Câu thứ nhất, kể tên một khoa điều trị thường có trong các bệnh viện đa khoa mà bạn biết, thì bạn đã trả lời là khoa sản. Để xem có bao nhiêu người trả lời giống như bạn trong khi chúng tôi khảo sát câu hỏi này. Nếu 5 người đồng ý với bạn, câu này có đến 38 người trả lời là khoa ngoại. Giải phẫu. Giải phẫu. Câu thứ hai, điều gì làm bạn e ngại khi đi ăn bên ngoài, thì bạn đã trả lời là bụi bặm. Ăn bên ngoài thì bụi bặm thì rõ ràng ha, mất vệ sinh và bụi bặm. Khảo sát có 8 người đồng ý với bạn. Ở câu này đồng đội của bạn ghi được số điểm cao nhất, đó là mất vệ sinh 30 điểm. Mất vệ sinh có nghĩa là nhiều nguyên nhân. Nó bao gồm nhiều nguyên nhân, trong đó có cả bụi bặm. Bụi bặm thì là chỉ có 8 người đồng ý là mất vệ sinh, nó bao gồm nhiều thứ để dẫn đến tình trạng đó. Bình. Câu thứ ba, bất chợt kể tên một kinh đô cũ của nước ta thì bạn trả lời là Thăng Long. Và bạn có bao nhiêu điểm? Khảo sát 31 điểm. Đây là số điểm cao nhất của câu hỏi này. Và câu thứ tư, những yếu tố nào giúp làm việc nhóm tốt? Những yếu tố nào giúp làm việc nhóm hiệu quả thì bạn đã trả lời là cần cù và khảo sát 4 điểm. Ở câu hỏi này, đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao nhất, đó là đoàn kết, 39 người đồng tình. Câu thứ 5, câu cuối cùng, liệu bạn có ghi được 47 điểm để chiến thắng hay không? Chúng ta trông chờ vào sự may mắn. Câu thứ 5, ngoài tin tức bạn còn thấy những chuyên mục nào khác trên các tờ báo in? Thì bạn trả lời là quảng cáo. 47
47 à. Khảo sát 26 điểm. Nếu bạn trả lời là chuyên mục thể thao, bạn sẽ có 34 điểm. Vẫn chưa đủ để chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện trong tuần này xin được phép kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Vinamilk đã cùng chung sức với chúng tôi. Hẹn gặp lại 8 giờ tối thứ ba tuần sau.